Đề ngữ văn năm nay rất là vừa sức với học sinh. Cái đoạn đọc hiểu thì em thấy cảm thấy cần với học sinh năm nay ra trường. Tại sao cần? Vì mỗi người thì đều có lòng hư ẩn của mình để hiểu rõ thêm những người khác, chứ cho thêm sự quan tâm người khác hơn. Cái đề ngữ văn năm nay thì cũng khá là vừa sức với tụi con, tại vì nó cũng nằm trong chương trình mà tụi con đã học. Và con nghĩ cái sự trắc ẩn và cái lòng thấu cảm trong cuộc sống thì rất là cần thiết, bởi vì nó giúp mọi người chúng ta sẽ có thể là liên kết và yêu thương nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn.